các bạn thấy ngon ghê không? Cộng miếng cực kỳ vừa luôn á. Thì đó. Tại con cháu mình ốm quá nên mình ăn món này. Hôm nay mình có xào một món miếng đang xào với lại các rau củ. Nhớ lại kỷ niệm mà đó mình chia tay một người bạn đi nước ngoài, mà lúc đó mình cũng mới ăn chay thôi, thành ra mình cũng không biết làm món gì. Thành ra mình xào món bột dĩa miếng mà hai chị em ăn. Người chị, người bạn mình thì không có ăn chay, nhưng mà mình xào người bạn mình vẫn ăn. Bây giờ mình nhớ lại người bạn mình, thành ra mình xào lại cái món miếng này. Nếu mà người bạn mình ở nước ngoài có thể nhìn cái món miếng này mà nhớ lại mình. Công thức của mình dễ lắm, xin mời các bạn coi công thức của mình làm miếng như thế nào. Tại hồi đó mình làm có hai người ăn à, thành ra mình nhớ lại vậy. Thành ra mình mua miếng này mình cũng làm có hai người ăn rồi nha các bạn. Mình mua một lọn miếng đen này các bạn, mình ngâm khoảng chừng 5 phút á, còn mình vớt lên này các bạn, vớt để cho nó ráo rồi các bạn thấy không. Nửa trăm gram củ cải đỏ, 100g núm đùi gà mình cắt nhỏ nhỏ nè các bạn. Chuông mình mua hai màu 100g, màu đỏ với màu xanh nha các bạn, để cho nó đẹp mà. Với một cái củ hành tây, củ hành trắng mà mình sắc sợ gì luôn, nhỏ xíu thôi, chừng không tới nửa trăm gram đâu các bạn. Rồi mình mua 2000 giá, 2000 hẹ. Cần tây nè, nếu các bạn nào mà ăn chay không ăn hẹ nữa thì khỏi cần xào hẹ, thế cần tây vô cũng được. Tại lúc đó mình mới ăn chay rồi mình không có biết á các bạn, thành ra mình ăn hẹ thì giờ mình nhớ lại thì mình làm hẹ luôn. Củ hành tím, hai cái củ hành tím nhỏ mình bầm nhuyễn. Rồi đây á là gia vị, một phần hai muỗng cà phê tiêu, rồi 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, rồi 1 muỗng nấm hương, muỗng cà phê nấm hương nha các bạn. Rồi ở đây là mình xào miếng, đặng hồi mình bỏ cái tổng hợp này nè các bạn. 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng dầu mè, mình đánh đều lên nè các bạn, rồi mình xào mình bỏ vô. Đây củ cải đỏ nó hơi cứng, mình trần củ cải đỏ trước nha các bạn. Mình trần củ cải đỏ xong rồi mình lục miếng luôn. Trong thời gian chờ đợi bé kể chuyện bé với lại người bạn đó, cô bé đi. Thì nó mới là bạn trai hay bạn gái? Bạn gái, hai chị em bạn chơi cũng thân lắm. Rồi chị đi nước ngoài đó rồi mình đâu có gì đãi chị ăn đâu, mình ăn chay. Rồi mấy cái món kia thì thường quá, thôi mình nghĩ ra món miếng, thôi mình xào lại đi hai chị em ăn. Ăn rồi giỡn rồi chơi rồi vậy đó. Đông lắm, bên chồng chị bảo lãnh chị đi vô bển nó đông lắm. Nhưng mà giờ này nghe nói là mua nhà rồi. Mấy đứa con chị cũng có vợ có chồng làm nail nè, móng tay rồi á. Cũng giàu lắm, giờ cũng giàu mà lâu rồi mình thôi không có liên lạc. Đó, mình trần sơ cái củ cà rốt nha các bạn. Trần qua nước sơ. Thế là mình mềm được thôi. Mình bỏ miếng vô. Nó sâu lên để bỏ miếng được. Tắt lửa mà mình đổ miếng nha các bạn. Miếng này nó mau mềm lắm các bạn ơi. Đó, mình đổ rồi mình đổ lên đây nha các bạn. Đổ miếng ra gì nè các bạn. Cái này kiểu như mình trụng qua nước sôi thôi. Cái này có cần xả nước không bé? Phải nước lạnh không bé? Rửa lại miếng lạnh ra, nó bớt cái giãn đỡ cái độ nóng bớt. Rồi xong rồi mình để ráo. Giờ cái miếng này mình trụng rồi nè, trụng sơ, mình ngâm 5 phút mình trụng sơ. Cái cọng miếng nó còn nguyên sợ nè các bạn thấy không? Mình chỉ cho các bạn coi nè. Đó, cái cọng miếng của mình nè thấy không, cái vừa sợ nè thấy không, vừa sợ mà vừa mềm luôn, nó không, nó dai luôn nè các bạn thấy không. Đó, ngon các bạn. Giờ mình trộn miếng tỏi cho nó đừng có bị dính cái miếng đó các bạn. Dầu tỏi, dầu tỏi ở nhà nếu các bạn không có thì lấy dầu cũng được, mình muốn lấy tỏi cho nó thơm á các bạn. Okay.
hành cho nó thơm. Giờ này thơm rồi đó, giờ mình bỏ hết ở ngoài thì lên mình xào nó. Lấy dây giữ này nè. Xào cho nó cứng đi nha các bạn. Mình bỏ cái trứng tỏi này nè các bạn, vô cho nó thơm. Cúp chặt nó biết cái trứng tỏi vô nè. Thơm nè. Thơm. Qua xào lại rồi các bạn. Giờ mình bỏ cái giá này các bạn, với hẹ nha các bạn. Còn cái này giá hẹ nhiều nó ngon, chứ còn miếng nhiều nó không có ngon các bạn. Mình phải ăn cho ăn đủ. Mình bỏ cái này vô nha các bạn. Dầu hào, dầu mè. Mình tắt lửa nha các bạn. Rồi mình đổ miếng vô mình trộn. Tại cái miếng này hồi nãy các bạn nhớ lưu ý, có xào miếng á, mà muốn miếng cộng miếng á, nó dai mà nó trong nó chín vậy nè, các bạn nhớ là ngâm trước 5 phút rồi vớt ra, xong rồi các bạn luộc sơ, các bạn đổ ra liền. Thành ra các bạn giữ lại cái cộng miếng nè, nó vừa trong mà nó vừa dai mà nó không có bở miếng, mà nó không có bị dính nữa nè. Các bạn thấy miếng mình không nè? Đó các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy ngon ghê không? Thôi mình tắt lửa xong mình mới bỏ miếng. Tắt miếng không bỏ miếng vô, tại cái miếng này nó chín rồi con, nếu không còn lửa nó sẽ bị miếng nó sẽ bị mềm chảy ra. Ở con này nè, đó thì mình luộc rồi, mình ngâm rồi mình luộc lại nè, đó cho ngon ghê không. Giờ cô bé gấp tay dĩa nha. Ngon nha các bạn. Thì mình không có ăn chả nha, mình không có bỏ chả vô nha các bạn. Mình bán hủ tiếu mình thấy chả mình ngán đó các bạn ơi. Với hồi xưa cái đời của cô bé ăn chay á, nó đâu có chả đâu các bạn. Thành ra cô bé nhớ sao cô bé làm vậy, cô bé không có làm chả nha các bạn. Đợi giờ mới có chả này chả kia. Tại hồi xưa đâu có chả đâu. Cơm lắm, nó thích ăn cơm lắm, thích làm mấy cái món như vậy này ăn nè các bạn. Mình ăn với nước tương nha các bạn, nếu các bạn là ăn da dừa thì thôi, bạn ăn mặn thì cháu ăn miếng nước tương. Xin mời các bạn nha. Giọng miếng cực kỳ vừa luôn á. Thì đó, cái miếng nó giòn giòn mà nó dai dai, rau củ nó cũng giòn giòn dai dai các bạn. Mà mình đem gia vị nó lạc nó vừa ăn vậy luôn các bạn, khỏi cần ăn nó tương luôn được đó các bạn. Các bạn gì làm giống đám tiệc gì các bạn, đám cưới đám hỏi gì làm cái này cũng sinh nhật cũng được các bạn. Nhà mà có tiệc gì ăn đó mình cứ làm được hết đó các bạn. Món miếng này nhà hàng đó, nó xào nó cũng đãi vậy thôi các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Đời của cô bé đâu có chả ngon như giờ. Thành ra bây giờ của nhà cô bé bán đồ chay có chả nhiều lắm, nhưng mà cô bé không sắc chả vô. Tại đây cô bé làm theo công thức ngày xưa, thành ra cô bé không có bỏ chả. Đúng là phải có chả vô con, ngon lắm. Không có chả mà đồ hủ được không bé? Đồ hủ vô ăn nó kỳ lắm. Đậu con nó sắc mỏng, chiên chiên mà cắt sợ 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 luôn á. Bỏ cái ruột á, mấy cái dành thôi á, được. Ngon lắm. Tại hồi xưa mình đâu có chả gì đâu. Ăn lúc đó mình cũng còn nghèo mà như có gì làm đó vậy đó. Đừng nói là lấy vợ giờ đỡ hơn, giờ đỡ hơn, giàu đừng giàu giàu không. Cái này, cái món này là ăn kiêng được luôn nha các bạn, tại vì miếng nó có rất là ít calorie, với lại mình xào cái này nè toàn màu rau củ mà các bạn,
Hai con chó mình ốm quá nên mình ăn món này. Nó giảm cân đó. Tô miến rất là vừa ăn, đậm vị rất là ngon. Cái này thì dễ ăn rồi đó, ai cũng ăn được hết các bạn. Bây giờ mình cả các bạn nào có thích á thì về làm theo công thức của mình đi. Nếu mà ăn vừa miệng, gia đình hay ngon đó thì các bạn nhớ like và subscribe cho mình, hai cô cháu mình. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye cô bé Ấn Độ nha. Bữa nay có cái vết ở trên giữa nè các bạn, y chang Ấn Độ luôn các bạn. Nay cô bé bị nhức đầu á các bạn ơi. Hey, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình là Ú Ù đây. Các bạn hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video thú vị sau này của mình nữa. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ là mình chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.